天的无间谁是我，劝君莫蹉跎，纵然今朝不与我，未尝是苦果。春去春又回，燃起希望的火，莫悲切，莫伤痛，你我同与共。你我苦尽了，花再开，莫忘珍惜人间有爱。Tập 34xa nhau vậy à, chưa trời cảm ứng tình cảm hay sao? Đừng có chọc má con, má con đang giận đó. Nè, tìm ba má có chuyện gì vậy? Cô giáo nói tiền học thêm kỳ này phải đóng rồi. Vậy chuyện tiền bạc á, cứ nói với má con. Tiền của nhà mình bị ba con đem lì xì hết rồi, làm gì có tiền đóng học phí. Em đừng có quá đáng, nhà mình thiếu 1.000 thì không sống nổi sao? Đây không phải là vấn đề tiền, là vấn đề nguyên tắc. Nếu anh nói xài món tiền này không thành vấn đề, xài món tiền kia không thành vấn đề, vậy tiền ở đâu mà có? Bây giờ em nhất định phải kiên trì đến cùng để giải quyết triệt để vấn đề này. Giải quyết triệt để? Em muốn giải quyết thế nào? Hả? Anh nghĩ em là nên đổi ông chồng khác cho rồi đi. Thực ra con người của anh có nói chuyện được không vậy? Sao lại cố chấp vậy? Anh đối với học trò của anh, bạn bè luôn cười tít mắt, sao đối với em lại luôn sụ mặt vậy? Lý Tuyên à, con định đi đâu vậy? Ba má cãi nhau cho đã đi, quan tâm con làm gì nữa? Con sao vậy? Khóc rồi hả? Được rồi. Con đừng có khóc nữa. Con đừng có buồn. Có phải là nhớ Tam Bảo không? Nhớ cũng vô ích thôi. Không ai giúp được con. Ba và anh hai con, sao họ lại không chịu nghĩ cho con chứ? Thiệt tình. Tam Bảo thật lòng tốt với con, anh rất tôn trọng con, còn biết bảo vệ con. Sao bà cứ cho là Tam Bảo gạt con chứ? Thực ra Tam Bảo có gì không tốt? Anh không làm tổn hại đến ai. Ba dựa vào đâu mà chửi ảnh là không đáng một xu chứ? Nếu Tam Bảo không phải vì yêu con, anh cũng không cần chịu đựng như vậy. Dì à, dì nói có phải không? Quyên à, ba mẹ ở trên đời này á luôn cảm thấy điều kiện con cái mình là tốt, muốn tìm cho nó một đối tượng tốt. Ba của con á chắc chắn cho là điều kiện của Tam Bảo quá tệ. Ba của con do ổng quá cố chấp. Đúng là ba con hơi cố chấp, dì cũng cảm thấy Tam Bảo rất là tốt.
Nhưng mà Tiểu Quyên à, dì nói câu thật lòng nha, điều kiện của Tam Bảo nếu so với con á thì bị kém một chút. Ở trên đời này còn cái gì quan trọng hơn là tình cảm chứ? Dù có tìm được bạn trai có điều kiện tốt hơn con, nếu con cũng không có tình cảm với họ, con cũng không thể ở bên cạnh họ dù một phút một giây nào. Đúng rồi, dì đồng ý quan điểm này của con. Hai người quen nhau, đám cưới rồi sanh con là chuyện cả đời. Tình cảm là quan trọng nhất rồi, đúng không? Ừ. Mà cậu Tam Bảo này á, tuy điều kiện hơi kém một chút, nhưng mà con thích cậu ấy như vậy, yêu cậu ấy như vậy á, giờ biết phải làm sao. Dì à, dì con hỏi dì một câu, dì phải trả lời thành thực nha. Con hỏi đi, dì nhất định trả lời. Vậy dì có tán thành con quen Tam Bảo không vậy? Cậu Tam Bảo này á, chỉ xấu có cái miệng thôi à. Cậu ấy nói chuyện á, luôn làm người ta cảm thấy không thực tế. Thật ra thì dì biết con người cậu ấy cũng tốt, nếu mà con lấy cậu ấy cũng sẽ rất hạnh phúc, không có bị thiệt thòi. Nhưng mà chuyện này đâu có đến lượt dì quyết định, phải ba con đồng ý mới được. Nếu mà dì cố gắng á, ở trước mặt ba con, trước mặt gia đình con khen cậu Tam Bảo, họ sẽ cho là dì không phải là ý tốt, là muốn đẩy con xuống vực. Làm con người khổ lắm Quyên ơi. Thực ra con phải làm sao? Bây giờ con muốn gặp mặt ảnh cũng khó khăn nữa. Đi theo dì. Đi đâu? Đi chứ gì. Ừ. Ê, bà làm sao vậy? Không phải bà muốn thêm nước cho tôi à? Trời ơi, đừng có mơ. Tôi đâu phải bà vú của ông đâu. Rồi đây. Đưa gì? Thì đưa đây đi, đóng kịch cái gì nữa. Đưa cái gì chưa? Tiền đó. Nhanh đi. Lấy tiền làm gì? Tôi đòi tiền giùm Tiểu Quyên thôi. Tôi đưa nó đi shopping á. Ông cứ nhốt nó ở nhà, cứ như vậy sớm muộn gì nó cũng bệnh chết thôi à. Ông làm ba thật là nhẫn tâm. Nhanh lên đi, tôi đi shopping mà, có phải là tốn tiền lắm đâu. Tôi đưa nó đi ăn ngon, mua quần áo. Nhanh lên đi. Bà muốn đưa Tiểu Quyên ra ngoài hả? Phải rồi. Nhanh lên, ông đâu có thể nhốt nó suốt đời được. Con gái ông mua đồ tôi trả tiền. Đưa tiền đây. Ra ngoài làm cái gì? Thiệt tình. Ê, bao nhiêu tiền? Nhiều chút đi. Trời ơi, đếm cái gì nữa. Trời, đưa trời, đi nè. Đưa cho tôi đi. Nè. Bà cẩn thận đó, nhớ đừng để nó gặp Tam Bảo. Không có đâu. Đưa con gái tôi đi thì đừng để kẻ xấu bắt cóc nghe chưa? Biết chưa? Trời ơi, ông yên tâm đi. Con gái ông không có bị bắt cóc đâu. Tôi cũng không có bị bắt cóc đâu. Tạm biệt. Đây, cái này đẹp nè, đẹp thiệt ha. À nè con, nhưng mà nó hơi lớn một chút. À, đổi cái khác. Ê trời ơi, cái này đẹp nè. Hey, cái này với cái này là một bộ phải không con? Trời ơi, đẹp quá. Ê, nè mau đi thử đi. Dì à, con không mặc đâu. Trời ơi, con cứ mặc thử đi, tin vô mắt của dì. Nhanh lên. Trời ơi, đẹp quá trời luôn, đẹp lắm đó con. Mặt đẹp cũng để làm gì? Dù có mua về cũng chỉ mặc cho mình ngắm thôi. Ai nói vậy? Lát nữa đi gặp bạn trai phải ăn mặc cho thiệt là đẹp. Dì nghĩ á, nếu Tam Bảo nhìn thấy con mặc bộ đồ này, không chừng nó nhìn lé mắt luôn á. Dì à, dì đồng ý cho con gặp Tam Bảo sao? Dĩ nhiên rồi. Trời ơi, tất cả người trong nhà đều sợ ba con, nhưng dì không có sợ.
con cứ gặp Tam Bảo, có chuyện gì á, dì chịu trách nhiệm cho. Cảm ơn dì, cảm ơn dì. Không cần cảm ơn, nhưng mà nhớ là có thời gian nha, đi sớm về sớm. Vậy con đi nha. Đi sớm về sớm nha. Dạ. Con ê, đợi chút, đợi chút. Cầm lấy, con lấy tiền ba con đi chơi với Tam Bảo á, để cho tụi nó tức chết chứ. Cầm đi. Con cảm ơn dì, con đi nha. Trời ơi, yên tâm đi, diễn liên tục 3 ngày 3 đêm tuyệt đối không thành vấn đề. Mấy em khiêu vũ đó bảo đảm là chất lượng, ông cứ yên tâm không sao đâu. Nè ông chủ Khổng à. Ê, ông chủ Khổng à, cứ vậy trước đi ha, có chuyện gì thì liên lạc sau. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Ê, anh Kim Minh à, sao anh tới đây vậy? Em đi pha cà phê cho anh nha. Không cần đâu. Nè Tam Bảo, chi phí 100 ngàn này á, tao trả cho mày. Gì kỳ vậy? Đây là mày cho Ngọc Phụng mượn, là đặt tiền cọc, tiệm ở đường quốc lộ. Bây giờ tao trả cho mày, sau này chúng ta không ai nợ ai. Anh Kim Minh à, sao phải tính kỹ quá vậy? Cầm lấy đi. À, anh đợi đã, anh đợi đã. À, mày còn chuyện gì nữa? Anh Kim Minh ơi, em biết em nói những lời này chắc chắn anh sẽ giận em rất nhiều. Ê, đủ rồi, mày im miệng đi. Tao biết mày nói gì mà. Trước đó tao đã cảnh cáo mày rồi, mày tránh xa em tao ra. Có cần tao lặp lại một lần nữa không? Anh Kim Minh à, em cũng muốn cho anh biết, em đối với Thẩm Quyên là không bao giờ thay đổi đâu. Nè Tam Bảo, mày đừng cho là mày không bỏ cuộc thì gia đình tao sẽ nhường bước. Mày đừng có nằm mơ. Ba tao không chọn thằng rể như mày đâu. Tao cũng không chọn hạng người như mày để làm em rể đâu. Anh hai, anh đừng làm tổn thương Tam Bảo nữa có được không? Tiểu Quyên à, em không ở nhà sao? Sao lại tới đây? Anh mặc kệ sao em lại tới đây. Tao bảo không có hẹn em, anh không biết em tới đây. Em không cần nói giúp cho hắn. Cái thứ rùa rút đầu này á, cần gì tới nói chứ. Anh, dì Tiểu Quyên, mình nhất định phải nhịn. Tiểu Quyên à, chúng ta về nhà. Cái thứ đàn ông đáng xấu hổ này em cứ bỏ đi. Nè, về nhà. Nè, em đi anh... về đi mà Quyên à. Anh hai à, nếu để anh biết sự thật, người đáng xấu hổ là anh và ba đó. Em nói gì vậy? À, anh có biết tại sao thời gian này tiệm chúng ta lại đông khách không? Là Tam Bảo đã âm thầm giúp đỡ cho anh đó, có biết không? Tiểu Quyên à, em đừng có nói nữa mà. Em phải nói, em không thể để cho anh cứ bị thiệt thòi như vậy. Số khách đó là Tam Bảo giới thiệu tới. Sao có thể như vậy chứ? Tam Bảo sợ mọi người nhận ra xe du lịch của ảnh, anh đã cố tình đổi xe với người ta đó. Quyên à, em đừng có nói nữa mà. Tam Bảo à, anh vì em đã làm bao nhiêu chuyện, hy sinh nhiều như vậy, không lẽ em không thể nói giúp cho anh vài câu công bằng sao? Được rồi, được rồi, được rồi, về nhà, về nhà. Anh hai à, anh làm gì vậy? Ê nè Thẩm Quyên, em động não đi có được không? Tam Bảo hắn làm như vậy á, là vì hắn tìm cách để lừa gạt tình cảm của em không biết hả? Sao anh có thể nói vậy chứ? Anh cho em biết, tên Tam Bảo này anh hiểu rõ hơn em. Em về đi, em về đi. Vậy nha. Anh Kim Minh à, anh đừng có làm như vậy có được không hả? Anh Kim Minh, xin anh đừng có hiểu lầm em mà. Em không có ý gì. Thực ra em chỉ muốn giúp Tiểu Quyên mà thôi. Tao nói cho mày biết nha, nếu mày không tránh ra, tao ra tay nữa nha. Đi. Em không về. Anh buông em ra, em không về. Anh mà cãi quầy vậy. Tiểu Quyên à, em đừng như vậy mà. Theo anh hai về đi, hãy ngoan ngoãn về với ba mẹ. Một mình anh không sao đâu, không sao hết, mặc kệ anh mà. Quyên, anh nhất định đợi em. Ừ. Tam Bảo à, anh phải nhớ những lời anh nói hôm đó đó. Anh nói xong chưa? Nói xong thì đi về đi. Đi về.
Tại sao cái mình lại mắc bệnh này? Không lẽ là oan nghiệt của mình gây ra, ông trời đã trả báo? Có nên cho Xuân Yến biết hay không đây? Sau khi biết bà ấy sẽ như thế nào? Sự việc đã như vậy thì phó mặc cho ông trời thôi. Đi vô nhà. Anh buông em ra đi. Em đứng lại đó. Em tự nói với ba đi. Tại chuyện gì nữa đây Quyên? Không phải là con đi chơi với dì con sao? Sao lại về cùng với anh hai vậy? Ba hỏi em kìa, trả lời đi. Đâu cần em phải nói. Tóm lại anh cũng mét ba mà. Cứ mét đi, em chuẩn bị nghe chửi nè. Thực ra là chuyện gì? Nó lại đi kiếm thằng Tam Bảo. Hả? Con về rồi hả? Tiểu Quyên à, con đi đâu vậy? Dì để tìm con khắp nơi luôn á. Cái gì à? Tiểu Quyên nó không còn nhỏ nữa. Nó ra ngoài với dì mà để đi lạc sao? Trời ơi, mọi người không biết thôi. Hôm nay khi chúng tôi đi shopping, trời ơi, ở đó đông người chết đi được á. Thấy không, tôi mua rất nhiều thứ nè. Tôi mua xong rồi phải đi tính tiền. Vừa tính tiền xong á, quay đầu lại, trời ơi, Tiểu Quyên nó mất tiêu rồi. Mất tiêu luôn, tôi không biết nó đi đâu nữa. Thì nó đi tìm thằng Tam Bảo đó. Con đi tìm Tam Bảo hả? Còn há cái gì nữa? Dì nói dì thông minh như vậy á, nếu dì không cố tình thì làm sao á Tiểu Quyên trốn mất được chứ? Trời, tôi thật ra đâu biết nó đi đâu đâu. Trời ơi, thất lạc thôi mà. Dù có thất lạc thì nữa, dì cũng nên tới nhà Tam Bảo mà tìm. Dù dì không muốn đi tìm á, cũng phải gọi điện về báo cho mọi người biết chứ. Dì lại không làm gì hết trơn á, có phải là cố tình hay không vậy? Tôi có đi tìm mà. Tôi tìm mấy con đường lận, tôi không tìm được á, tôi sợ ba cậu giận, cho nên nói tôi mới về trước mà. Là tự con lén đi tìm Tam Bảo đó, không liên quan tới gì, anh đừng có trách gì. Con giỏi lắm rồi. Ba luôn dặn con không được gặp Dương Tam Bảo, sao con lại không chịu nghe? Ba, sao mọi người không chịu tìm hiểu Tam Bảo chứ? Anh thật sự rất tốt với con. Tốt với con? Lúc yêu thì như vậy thôi. Hai người đeo dính nhau như kẹo bạch nha. Muốn được làm vợ chồng là phải lâu dài. Tam Bảo là hạng người gì? Nó thì chỉ được cái miệng thôi à. Miệng nói về những gì trong lòng nghĩ hoàn toàn là khác nhau. Chỉ có con ngốc như con mới mắc bẫy hết. Tam Bảo đối với con là thật lòng. Anh chẳng những tốt với con mà còn tốt với cả gia đình chúng ta. Anh chở du khách tới ủng hộ tìm chúng ta lại sợ mọi người từ chối, không dám cho mọi người biết chuyện này đó. Nó làm cho em coi thôi à. Ba, mấy hôm trước Tam Bảo giới thiệu khách tới tìm mình. Hắn làm như vậy để cho Tiểu Quyên nghĩ hắn tốt với chúng ta biết mấy. Ba nghĩ đi, Tiểu Quyên nó khờ như vậy mới tin cái thằng Tam Bảo đó. Anh đừng sỉ nhục Tam Bảo. Tam Bảo làm rất nhiều chuyện cho gia đình chúng ta. Anh chẳng những chiếu cố tiệm của chúng ta, cái gì con quay về trường dạy lại cũng như anh nói với hiệu trưởng đó. Còn nói cái gì? Ba, hôm ba lấy quà tìm đến hiệu trưởng, đúng lúc Tam Bảo định đi năn nỉ hiệu trưởng giùm con. Chính mắt tụi con trông thấy ba bị hiệu trưởng từ chối. Sau khi ba về, con rất buồn. Con nói với Tam Bảo, con không muốn làm cô giáo nữa, vì con không muốn nhìn thấy ba bị sỉ nhục như vậy. Nếu Tam Bảo không phải yêu con thật lòng, anh có thể gạt bỏ chuyện này mà. Nhưng anh đã khuyến khích con quay về trường dạy lại đó ba. Ba, Tam Bảo nói thấy ba lớn tuổi rồi mà còn gì con xuống giọng năn nỉ với người ta như vậy, phải bị sỉ nhục như vậy, là biết ba thương con cỡ nào. Tam Bảo không chỉ nói suông đâu ba, không phải chỉ khuyến khích con mà anh còn hành động thực tế. Anh thuyết phục hiệu trưởng cho con về trường dạy lại, thực hiện nguyện vọng của ba đó. Ba, Tam Bảo làm như vậy là vì con cũng là vì ba. Ba có hiểu không? Ê, Tam Bảo hả? Nếu nó thật lòng á,
thì tại sao lúc ba nhờ người ta giới thiệu em để được làm trợ giảng, hắn còn khuyến khích em làm huấn luyện viên du lịch gì đó? Khi đó Tam Bảo vẫn chưa biết ba nghĩ cái gì. Con người thì phải gần gũi rồi mới từ từ tìm hiểu chứ anh. Quyên à, ba làm ngành này đã gặp biết bao nhiêu người, ba không có nhìn lầm đâu. Dương Tam Bảo này hắn không hợp với con mà. Hai đứa không thể nào đến với nhau được con à. Ba, Tam Bảo anh thật sự là một người rất tốt bụng, rất chân thành. Anh tốt với con, tốt với cả gia đình chúng ta. Với lại anh thật sự rất mong có một gia đình ấm cúng đó ba. Gia đình ấm cúng? Quyên à, đám cưới không phải trò đùa, là hạnh phúc cả đời của con. Chúng ta phải cân nhắc thật kỹ. Con đừng nói như con nhất định phải lấy Tam Bảo vậy. Ba, Tam Bảo anh đã làm tới như vậy rồi mà sao ba vẫn không tin ảnh như vậy hả ba? Vì ba là cho hắn làm cho con coi thôi. Trước đây Tam Bảo là một người như thế nào chúng ta không cần phải nói. Chỉ nói chuyện thời gian này ba đã nhìn thấy. Là ai đã đưa con đi chơi suốt buổi tối không về nhà? Hả? Ai đã lái xe du lịch đưa các học sinh đi chơi rồi làm cho chúng bị tai nạn? Ai đã đưa con đến những nơi phức tạp đó làm ca sĩ đó, làm ca sĩ để mọi người mất mặt? Đây là Dương Tam Bảo ba đã nhìn thấy. Ở trong mắt của bà, hắn là tên chuyên làm những chuyện xấu thôi à. Con đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến ảnh. Sao bây giờ ba vẫn không chịu tin ảnh chứ? Không phải mọi người không tin nó, mà tại em càng lúng càng sâu thôi Quyên à. Là do mọi người có thành kiến với ảnh, nên ảnh làm gì mọi người cũng chướng mắt hết. Nếu một người mà chướng mắt hắn thì có thể là do thành kiến. Cả hai người cũng chướng mắt hắn là bản thân hắn có vấn đề rồi. Với lại cả gia đình đều nghĩ Tam Bảo không phải là nơi nương tựa của con. Cả gia đình cái gì? Tôi đâu có nói như vậy đâu. Tôi cảm thấy Tam Bảo rất tốt với Tiểu Quyên. Cậu thanh niên này tốt lắm. Chỉ cái tên nghe cũng hay rồi. Tam Bảo, Tam Bảo, Tam Bảo Cát Lợi. Có thấy không? Có thấy không? Cho nên bà mới đưa Tiểu Quyên ra ngoài để nó lén lút gặp Tam Bảo đúng không? Tôi đã nói là chuyện này không liên quan đến gì. Bà đừng có trách gì nữa mà. Nè nè Tiểu Quyên, Tiểu Quyên, con đừng có ăn nói với bà con vậy. Nè, dì đưa con vô phòng nghỉ ha. Nè nè, không cần. Nó là em con biết tự lo. Không cần gì đưa tới đưa lui, rồi đưa đi mất luôn. Em đã nói rồi mà anh hai, chuyện này không liên quan đến gì mà. Nè, dì đưa em đi thì dì phải có trách nhiệm chứ. Hôm nay dì đã đưa em vào miệng cọp rồi, lỡ em có chuyện gì á thì phải làm sao đây hả? Được 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 được, em sẽ không đi đâu với bất cứ ai. Mọi người đừng có trách người ta nữa. Sau này em có đi theo Tam Bảo cũng là chuyện riêng của em. Con nói cái gì vậy Quyên? Tiểu Quyên, Quyên à, Tiểu Quyên, bà cho con biết con mà dám đi theo nó mà đập gãy chân con. Trời ơi, ông nói chuyện với con sao phải lớn tiếng như vậy chứ? Ông phải nói từ từ, nhẹ nhàng thôi. Nói vậy nó mới nghe. Cái gì bà cũng... Nó không nghe thì con bắt Tam Bảo phải nghe. Bà, hôm nay con đã cảnh cáo Tam Bảo, nếu nó còn dám đeo đuổi Tiểu Quyên á, con sẽ phế nó. Phế nó? Trời ơi, không có được đâu, Kiến Minh xảy ra án mạng đó. Cảm ơn anh, đi thông thả ha. Nè Ngọc Phụng à. Dạ. Cái này lát nữa đem về cùng Kiến Minh coi lại đi hả? Là gì vậy ba? Bà cố tình đi hội trung y đó hả? Xem uống như thế nào, sử dụng thế nào, thuốc phải nấu như thế nào, con cứ làm theo là được rồi. Ba làm gì vậy? Cái gì vậy? Đưa tôi xem coi. Ông đưa cái gì cho nó? Là tôi thuốc bác sĩ, có vậy thôi. Thì đưa cho tôi một bán. Bà lấy cái này làm gì? Trời, tôi lấy cho vợ chồng Kiến Hoàng. Vợ chồng Kiến Minh không sanh được á, phải để cho vợ chồng Kiến Hoàng nó sanh. Bà làm cái gì vậy? Vợ chồng Kiến Minh đã đám cưới mấy năm rồi không có con là chuyện bất đắc dĩ phải không? Cách gì thì cũng phải thử mà. Kiến Hoàng và Tiểu Tây mới đám cưới vài năm, bà đừng có khẩn trương quá. Trời, ai khẩn trương chứ? Ông đừng có thấy tụi nó mới đám cưới nha. Thời gian trôi qua nhanh lắm,
8 năm, 10 năm, thoáng cái qua rồi. Bây giờ ông không quan tâm tụi nó, sau này á, lúc ông muốn tụi nó sanh á, thì không có sanh được đâu. Thấy không, thấy không? Lại nói bậy nữa rồi. Bậy cái gì chứ? Trời ơi, đến khi đó, ông đừng có hối hận ha, muốn bồng cháu cũng không có bồng được. Ờ, bà Thẩm mà, có phải đầu óc của bà có bị bệnh không vậy? Ai lại quyền đũa gia đình của mình bị tuyệt tử chứ? Ông nói bậy cái gì chứ? Ông mới có bệnh á. Tôi mới nhắc nhở chồng tôi mắc mới gì tới ông chứ. Thầy anh xui à, đã lâu không gặp ha. Hôm nay anh xui tới đây có chuyện gì không? À, anh xui à, hôm nay tôi tới đây nè, là để làm một công chuyện rất quan trọng, có thấy không? Đây là bài thuốc tôi đã đi xin ở miếu về đó. Nè, cậu Phụng à, cậu phải làm theo những gì ghi trên này nha. Rồi sắc thuốc cho Kiến mình uống, đảm bảo 2 tháng sau sẽ có tin vui. cảm ơn anh đã quan tâm. Nè, không phải tôi muốn nói nha anh xui. Chúng ta làm người nói chuyện phải có căn cứ. Nhà họ Thẩm qua bao nhiêu năm, cái luồng trách Ngọc Phụng tôi không có nên thật. Bây giờ thì sao? Bác sĩ đã kiểm tra là Kiến Minh của anh có vấn đề. Chuyện này anh nói phải làm sao đây? Thiệt ngại quá. Thực ra chúng tôi cũng không có trách Ngọc Phụng. Còn nó không có. Bà ta suốt ngày ăn hiếp Ngọc Phụng của tôi nè. Hả? Suốt ngày cười Ngọc Phụng của tôi là không có con. Thật ra chuyện gì tôi cũng biết hết trơn á. Chỉ là tôi không chấp nhất thôi. Nếu không á, cái cửa tiệm này á, tôi đã cho xe ủi đất sang bằng từ lâu rồi. Ông dám? Này Ngọc Phụng à, đừng có sợ. Hôm nay bà tới đây để cãi nhau mà. Nè, anh xui à, anh cũng thấy rồi đó. Hôm nay tôi tới đây cũng là vì Kiến Minh của nhà anh thôi. Bác sĩ nói do Kiến Minh làm việc ở trong bếp với nhiệt độ rất cao như vậy, vì vậy mới làm cho nó vô sinh. Chuyện này tôi không có tin. Nè anh xui à, lâu nay anh cũng làm trong bếp mà, anh vẫn có con đó thôi mà, hả? Có phải không vậy? Phải. Vì vậy vấn đề của Kiến Minh không phải là do trong bếp quá nóng, mà là do phong thủy nhà bếp không được tốt. Phong thủy ở đó không ổn. Còn nữa, hôm nay tôi cố tình tới đây là để thay đổi phong thủy nhà bếp giùm anh nè. Nếu như vậy, Kiến Minh nhà anh sẽ mau chóng có con. Ba, ba. Ê, không có đúng. Tôi phải đi xem á, còn hắn. Tôi phải đi xem hắn ở trong á. Nè, bà làm cái gì vậy? Ông ở trong thì có sao đâu. Nhà bếp thì chỉ có vòi nước mâm chén. Phải, nhưng mà vì hắn vào trong đó để làm cái gì? Kiến Bình à. Ủa, ba, sao bà lại tới đây vậy? Nè, cái gì đó? Bà nghe nói do con làm việc trong này lâu quá, đến nỗi bây giờ bị vô sinh. Bà nghiên cứu chắc chắn là phương hướng nhà bếp không được tốt, phong thủy không được tốt. Nè, hay là hôm nay bà cố tình mang phương thuốc này tới đây, kêu Ngọc Phụng cứ theo chỉ dẫn để hốt thuốc cho con. Còn ba sẵn tiện sửa đổi phong thủy nhà bếp giúp. Không cần đâu. Phương hướng của nhà bếp cũng có liên quan đến việc sanh con hay sao? Dĩ nhiên là có liên quan rồi. Phong thủy cũng là một môn khoa học. Anh có hiểu không vậy hả? Đúng là tôi không hiểu. Nhưng mà tôi cũng đã mấy chục tuổi đầu này rồi. Tôi cũng nghe nói nhiều rồi. Cùng lắm là liên quan đến chuyện phòng the, không liên quan đến chuyện nhà bếp. Để lát nữa tôi coi lại phương hướng thì anh sẽ hiểu. Không cần coi nữa. Nhà bếp này ở vị trí như thế nào là do Thẩm Nhân Hải tôi quyết định. Không cần làm phiền anh. Được. Không coi thì không coi. Nè, anh không muốn làm ông nội rồi ha. Cùng lắm tôi theo anh không được làm ông ngoại vậy thôi. Thế thời này cũng hơi quá lớn đó, đâu có liên quan gì tới tôi. Này anh xui à, chúng ta làm xui gia bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi vào tham quan bếp của anh. Cái hũ kia đen thui như vậy là cái gì vậy? Ê, vậy thì anh càng không phải xem nữa. Đó là nước sốt gia truyền hầm giò heo của nhà họ Thẩm tôi mà. Nước sốt gia truyền hả?
Ở trong đó có gì vậy? À, nước suối thiên nhiên và có cả nước tương đặc chế. Ngoài ra còn có 16 vị thuốc bắc nữa. 16 vị hả? À, là 16 vị gì vậy? Anh nghe cho kỹ đây. Cam thảo, trần bì, bát giác. Cam thảo, trần bì, bát giác. Một miếng cắt làm hai, làm hai rồi cắt làm bốn. Một miếng cắt làm hai rồi làm bốn. À, vậy kế tiếp cho ba miếng thành sáu miếng rồi... Ơi, đợi khi anh học thuộc được 16 vị này rồi thì đã có thể làm sư phụ. Anh cứ từ từ học ha. Tôi xin phép đi trước ha. Thầy phong thủy gì mà cầm la bàn như vậy? Chơi tôi. Nè, Ngọc Phụng à. À, dạ. Nhớ sắc thuốc cho Kiến Minh uống đúng giờ đó nha. Ba về đây. À, dạ. Ba em làm gì vậy? Đem toa thuốc cho em. Sẵn tiện vô bếp thăm con rể luôn đó. Anh đã nói với em rồi, anh không thích người lạ vào bếp. Đi ra đi vào như vậy, em còn cho ổng vô nữa. Ba anh còn không cản em, em cản ổng làm gì? Với lại ba chỉ vô bếp thăm anh thôi mà cũng không được hay sao? Nếu lần sau ba tới á, em cứ gọi anh ra. Có chuyện gì cứ ở ngoài nói. Định kêu ba tới trút giận giùm con, nhưng ngược lại bị người ta chọc tức à? Sao đây? Anh sẽ mất lịch sự với ba hả? Là lỗi của ông ấy đâu phải lỗi của ba đâu. Nè, Ngọc Phụng à, toa thuốc ba đưa cho con á, còn phải cất tử tế đâu. Mỗi người đem một toa thuốc tới, bụng Kiến mình sắp trở thành hủ thuốc rồi kìa. Ba cũng muốn tốt cho con thôi. Nè, phải rồi Ngọc Phụng à, ba cho con biết á, 500.000 đó ba đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn đợi con gật đầu thôi. Cha con chúng ta sắp mở cửa tiệm giò heo riêng của mình rồi đó. Con không đi được, hay là bỏ đi. Với lại ba cũng đâu có biết hầm giò heo. Thôi bỏ đi mà ba. Có khó gì đâu. Ba biết à, hầm giò heo thôi, điều quan trọng nhất à, chính là nước sốt đậm đà, đủ hương vị. Nè, vừa rồi ba chồng con nói à, giò heo nhà họ Thẩm gia vị nước trong suốt là dùng 16 vị thuốc bắc để làm. Đó là 16 vị vậy? Con lấy một ít cho ba đi. Ba vô nhà bếp cả buổi trời, chính vì muốn học làm nước sốt 16 vị thuốc bắc đó hả? Ơi, làm ơn nói nhỏ thôi cô nương à. À, chứ con nghĩ bà vào bếp của nhà họ Thẩm để làm gì chứ? Chỉ cũng muốn biết á, là bí quyết hầm giò heo của nhà họ Thẩm thôi. À, con tưởng bà tài thật sao hả? À, còn phải giúp gia đình họ đổi phong thủy nữa chứ. Ba, con cho ba biết, bí quyết hầm giò heo của họ chỉ truyền cho con cháu thôi. Ba đừng nghĩ tới bí quyết gia truyền của người ta, không chừng còn làm hại cả con đó. Con sợ cái gì chứ? Mình là cha con với nhau, còn hại con làm gì? Ba nhờ con giúp ba cũng như giúp bản thân của con thôi mà. Con nói không được là không được. Ba muốn bán thì tự làm lấy đi. Cửa tiệm của ba không liên quan tới con. Con về đi. Nè, nè, Ngọc Phụng à, Ngọc Phụng. Anh Xui, chị Xui à, anh chị khỏe không? Khỏe. Khỏe, khỏe. Tôi có làm phiền anh chị không? Không có. Mời vào, mời vào. Mời chị ngồi, mời chị ngồi. Tôi vào trong rút. Cảm ơn. Cái này xin tặng anh chị. Trời ơi, tới chơi là được rồi, cách sáo làm gì? Nên mà. Con trai con dâu tôi á đều ở nhà chị. Tụi nó làm phiền chị quá, tôi đến thăm chị, tặng chút quà có gì quá đáng đâu. Nè, không phải là đồ đắt tiền đâu, là giò heo, nhà tự hầm tự xách tới đây. Anh Xui thích ăn mà. Cảm ơn. Cái này là thuốc bổ, để bồi bổ cho tiểu tây đó. Tiểu tây nó bị sao vậy? Đâu có gì, tôi chỉ muốn cho nó ăn nhiều đồ bổ, để cho nó có sức khỏe. Có sức khỏe mà. Cảm ơn chị. Sao vẫn chưa ngồi vậy? Nè, mời chị uống nước hả? Được có khách sáo, được khách sáo. Nói xong tôi đi ngay à, đi ngay luôn á. Làm gì vội vậy chứ? Biết làm sao, công việc ở tiệm nhiều lắm. Chuyện là như vậy.
Có chuyện hả? Anh Xui, chị Xui à, hai vợ chồng nó nhà anh chị á, ăn uống có bình thường không? Bình thường chứ. Uống nước cũng bình thường hả? Bình thường. Bình thường. Bình thường thì tốt rồi. Vậy còn khi ngủ á, ngủ có bình thường không? Vậy thì tôi không biết à. Đúng vậy. Trời ơi, Giang Hải cái nhà tôi á, muốn có cháu bồng á. Trời ơi. Anh chị đâu có biết đâu. Về chuyện này á, tôi nói với Tiểu Tây và Kiến Hoàng rồi. Nhưng mà hai đứa nó lại nói là không gấp, đợi một thời gian nữa. Nhưng mà Giang Hải nóng lòng chết thì được á, nên tôi mới tới đây nói với anh chị á, là tụi nó còn rất trẻ, không hiểu được suy nghĩ của người lớn. Anh chị khuyên nó giùm nha. Sao hả? Có khó lắm không? Chị Xui à, là như vậy. Kiến Hoàng và Tiểu Tây á, đã nói với chúng tôi á, tụi nó nói sự nghiệp vẫn chưa vững vàng, để vài năm nữa hẳn có con, không có vội. Không vội? Anh chị không vội á, chứ chúng tôi vội. Nhà họ Hà không gấp nhưng mà nhà họ Thẩm gấp à. Trời ơi chị Xui ơi, chuyện gia đình chúng tôi phức tạp lắm. Anh chị đâu có biết đâu. Trời ơi, một vài lời không thể nói rõ đâu. Kiến Minh và Ngọc Phụng á, suốt đời này á, đâu có con được. Thật ra là tại vì sao? Tôi không rõ không biết. Bác sĩ nói vậy á. Vì vậy á, chúng tôi chỉ có thể trông mong Kiến Hoàng với Tiểu Tây. Anh chị đã làm ông bà ngoại rồi, chúng tôi vẫn chưa được làm ông bà nội mà, có phải không? Chị nghĩ đi, gia đình ai mà không đông cháu á, thì buồn lắm á. Vậy cũng phải. Đúng vậy. Vì vậy anh Xui, chị Xui à, chuyện này á, anh chị nhất định phải giúp tôi mới được á. Để tụi nó làm theo ý mình, kêu tụi nó phải biết nghĩ cho người lớn chúng ta, có phải không? Phải. Rồi à, tôi sẽ khuyên tụi nó mà. Trời ơi, cảm ơn anh Xui. Trời ơi, tôi cảm ơn nhiều lắm. Được khách sáo hả? Sao là không khách sáo? Chuyện này nhất định phải khách sáo chứ, có phải không? Còn chuyện này trời cũng tối rồi ha. Thôi tôi phải về. Tôi xin lỗi, ở tiệm còn nhiều việc lắm. Tôi về trước nha. Tôi không giữ chân chị. Được rồi. Vậy thông thả. Tạm biệt anh chị Xui nha. Chị về thông thả hả? Tạm biệt anh em. Bữa nào rảnh mang vào heo tới nữa ha. Dạ. Cho gửi lời thăm anh Xui hả? Tạm biệt. Kiến Hoàng và Tiểu Tây tự có quyết định. Mình không có quyết định được đâu. Xong hứa với người ta là chi vậy? Thiệt tình, nếu tôi không hứa, bà ta sẽ ở tới ngày mai luôn à. Nhưng ông hứa rồi lại không làm được. Chúng ta phải giải thích làm sao đây? Sanh con cũng giống như thời tiết vậy thôi. Đâu có ai biết đám mây nào có mưa. Ai biết bao giờ sẽ mưa chứ, và biết bao giờ mới hết mưa đây. Không uống thì có lỗi với Ngọc Phụng, còn uống tức là thừa nhận mình không ổn. Quyên à? Kim Minh. Ba. Quyên à? Quyên, con xuống đây. Ba có chuyện tìm con. Ba có chuyện hả? Con xuống rồi nè. Ngồi. Cái chuyện gì vậy ba? Dĩ nhiên là chuyện quan trọng rồi. Hôm đó đi coi mắt, hai nhà đàn trai á, họ nói rất thích con hả, nói muốn tới dạm hỏi hả, nói là để hai con đính hôn trước. Bà đã chần lời giùm con rồi. Sao? Con chỉ mới gặp anh ta có một lần, ba lại nhận lời để con và anh ta đính hôn. Vậy thì có sao đâu, điều kiện đối phương tốt như vậy, có thắp đèn cũng không tìm được đó. Với lại người ta chỉ có gặp con một lần, đã có thành ý như vậy rồi phải không hả? Cơ hội tốt như vậy còn phải biết nắm bắt à. Ba à, sao ba có thể nhận lời? Thực ra con không yêu ảnh. Quyên à, Quách Kim Nhân rất thật thà, học vấn nhân cách đều khỏi chê hả? Lại là kỹ sư giỏi, sau này sẽ rất có tương lai. Người như vậy mà con không chịu lấy, con muốn lấy người như thế nào? Trời ba. Ba má làm như vậy cũng muốn tốt cho con thôi, sao con lại không hiểu nỗi khổ của ba chứ? Quách Kim Nhân tài giỏi như vậy con không lấy,
Còn muốn lấy thứ vô dụng như thằng Tam Bảo sao? Tam Bảo không vô dụng mà, do mọi người không thấy ưu điểm của ảnh thôi. Bà nói nó vô dụng là vô dụng, nó có ưu điểm gì? À ba, ba đừng nóng lòng. Ba Lao nó cũng vô dụng thôi, bản tính của nó đâu phải ba không biết. Chịu mềm không chịu cứng mà. Tiểu Quyên à, sao con cứ mê muội như vậy hả? Đúng vậy, hôm đó bà đã làm khó thằng Tam Bảo. Hàng người đó bây giờ đã lộ nguyên hình rồi, gặp chút khó khăn đã rút lui, đến bây giờ vẫn không có tin gì. Hàng người như vậy có nên tin không? Ba à, Quyên à, Quyên. Bà nói không có sai đâu. Mấy hôm trước bà nói Tam Bảo vài câu á, hắn không trả lời hả? Nó đã trở thành con rùa rút đầu rồi. Đến bây giờ không chỉ không có tin tức, cả điện thoại cũng không có. Lấy hạng đàn ông như vậy á, chẳng những không ra gì, thậm chí còn không có trách nhiệm với mình nữa. Em đâu có cần phải đặt tình cảm với một thằng như vậy đâu. Từ sau cái ngày gặp Tam Bảo cho đến nay, Tam Bảo không có tin gì nữa. Thực ra anh đang làm gì? Không lẽ giống như ba và anh hai nói thật sao? Anh đã rút lui rồi, đã bỏ mình rồi. Tiểu Quyên à, gia đình nói như vậy cũng là muốn tốt cho em thôi. Hạng người như Tam Bảo là không đáng tin cậy. Em hãy ngoan ngoãn nghe theo lời ba đi. Thôi được, dù mọi người có nói đúng, nhưng con và họ Quách đó thì chẳng hề biết gì về nhau cả. Ê, thì có sao đâu hả? Thời gian sau này còn dài hả? Chuyện tình cảm có thể từ từ vun đắp được không? Lỡ không vun đắp được thì tính sao? Vậy con muốn sao đây? Con muốn gặp mặt ảnh trước, quen một thời gian rồi hẳn tính. Ý con là con bằng làm gặp cậu Quách à? Dạ phải. Nếu mọi người đều nói ảnh tốt thì con phải gặp ảnh vậy, để xem ảnh tốt thế nào. Hãy subscribe.